Xin chào toàn thể anh em và chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Và để tiếp tục các video thì ngày hôm nay đây, bên em sẽ giới thiệu cho các anh em một siêu vang số đến từ ETC, có mã là ETC X12 Pro. Phiên bản cao cấp nhất hiện nay sẽ mang lại trải nghiệm chất âm cực kỳ hay, tiếng echo dì vật đặc biệt của nó con này nhá. Các bác làm show sự kiện rất là thích. Thật sự anh em nó sao tiếng nó cực kỳ là hay luôn. Và video này là video đầu tiên em giới thiệu sản phẩm. Chính vì vậy em sẽ giảm giá cho anh em 5 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Thì rất là mong muốn nhá, các bác theo dõi video nhớ là hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau luôn ạ. Và đây, giới thiệu chi tiết về con vang này, sau đó là sẽ test và báo giá cho các bác và anh em. Bật mí một chút là báo giá cực kỳ tốt, so với ngoài anh em có thể giảm được 700-800 nghìn so với ngoài nhá. Thì đây nhá, vang ETC hàng chính hãng bảo hành 1 năm X12 Pro phiên bản mới nhất. Bao gồm đây anh em nhìn nhá. Bên em sẽ xét cho anh em là 4 đây, 4 chế độ: M1, M2, M3, M4. M1 sẽ là chế độ eco dì vợt này, M2 sẽ là chế độ dì vợt, M3 là eco và M4 sẽ là chế độ phát biểu. Đấy, sẽ set up đầy đủ cho các bác. Và con này thật sự anh em rất nhiều ưu điểm. Rất nhiều ưu điểm em sẽ giới thiệu cho các bác từ từ. Đây, rất nhiều nhá. Với thiết kế rất là đẹp luôn. X12 Pro phiên bản này nha, phiên bản X12 Pro nhá. Nó sẽ khác rất nhiều so với phiên bản X12 thường. Và đi sâu một chút thì các bác có thể thấy đây. Đây là phía sau của những chiếc vang cơ lai số này, anh em có thể nhìn thấy nhá. Nó sẽ có nguồn là nguồn rời này. Đấy, con này sử dụng nguồn xung phiên bản cao cấp, em sẽ nói về sau, nguồn xung nhá. Có quạt gió là mát và có đây các cái tín hiệu đầu vào và đầu ra. Đầu vào của nó thì có cổng quang optical đây, có đường in 1, in 2. Và đường ra thì có hai đường ra chính là main R và main N, hai đường ra surround SR và SN, cũng như là một đường ra sub và một đường center đầy đủ. Và con này sẽ có 4 lỗ cắm mic. Đấy, 1 2 3 4 đầy đủ cho các bác. Có giới hạn mic, volume mic đầy đủ cho anh em nhá. Và đi vào chi tiết về nội thất của nó thì đây sẽ quay về nội thất cho anh em nhá. Đây, đặt xuống sau đó là quay chi tiết hơn về nội thất để anh em hiểu rõ con vang cơ lai số, vang số cao cấp này. Đây. Đây thì trước tiên các bác có thể thấy nhá. Đây là hàng chính hãng của ETC, nó sẽ có tem bảo hành của điện tử của này và tem bảo hành của hãng ETC này. Đấy, bảo hành cho anh em là 1 năm, rất là ok luôn. Và phiên bản này phiên bản cao cấp, chính vì vậy nó sẽ có rất nhiều cái nâng cấp. Đầu tiên phải nói đến nhá, con này sử dụng là chip Analog Device 21489. Đấy, xe chip này xử lý tiếng rất là hay, tiếng echo thì vật rất là hay luôn cho các bác. Đấy, đây là bo mạch cuối cùng xử lý tiếng, chip là chip Analog Device. Tiếp theo nữa anh em nhìn thấy cái về nội thất của nó này. Đấy, nội thất quá là khủng luôn, thật sự anh em nó chi chít về linh kiện. Và một cái phiên bản nâng cấp nữa thì anh em nhìn thấy ở đây nhá, nó sẽ đây mở ra cho anh em xem này. Đấy, đây là phiên bản nguồn xung. Đấy, phiên bản nguồn xung sẽ giúp cho các bác anh em là đánh điện yếu ok. Đấy, thường thường anh em mua X12 Pro ngoài ấy, thì nó phiên bản nguồn xuyến, chính vì vậy là không đánh được điện yếu. Nhưng đây là phiên bản nâng cấp, phiên bản sử dụng nguồn xung. Đấy, sẽ đánh điện yếu rất ok cho các bác. Đấy, rất nhiều mà các bác để ý nhá, đây là phiên bản mới. Anh em xem X12 Pro cũ ấy là phiên bản nguồn xuyến, không thể nào cao cấp bằng nguồn xung này được. Đấy, và cho phép đánh điện yếu rất là cao cấp, cộng với chip Analog Device này nữa, thật sự anh em mang lại trải nghiệm chất âm cực kỳ hay luôn. Và đây sẽ quay chi tiết hơn cho các bác về này, con vang X12 Pro này thật sự anh em nó quá là hay. Và em sẽ test cho em nghe thử tiếng nhạc, tiếng mic nhá. Vì lý do bản quyền chính vậy em sẽ test cho em nghe tiếng nhạc không lời. Còn đâu anh em nào muốn nghe tiếng nhạc có lời chi tiết hơn thì anh em có thể inbox trực tiếp cho em. Đấy, đây, cho to lên này. Nghe thử tiếng mic, tiếng effect con này rất là mượt mà luôn. Thật sự em rất là mượt mà. Có 4 chế độ em đã set up cho các bác đầy đủ rồi. Chế độ có anh em gọi thì anh em ấn vào đây, gọi M1 này, gọi M2 này, đầy đủ cho các bác. Gọi chỉ cần ấn vào là gọi thôi. Đây, bật lên và anh em nghe thử nhá. Lên bay 8 chi mây, lên bay 8 chi mây. Đây là chế độ M1 là chế độ eco dì vật. Và tiếp theo nữa anh em nghe tiếng dì vật của nó nhá. M2 nên bay 8 9 10 6 7 8 9
Đấy, anh em nghe tiếng dị vật nó, và chế độ M3 sẽ là chế độ eco dị vật. Anh em nghe trực tiếp ạ. Nền 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, nền. Đấy, chế độ M3 là chế độ eco cho anh em đấy. Re, thực sự em setup cho em đầy đủ rồi. Và con này có đầy đủ phần mềm trên điện thoại, trên máy tính đầy đủ cho các bác. Mua hàng anh em có thể là gửi Zalo, em sẽ gửi cho anh em phần mềm đầy đủ cho các bác luôn. Và ngày hôm nay nhá, như đầu video em có nói rồi, 5 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Anh em mua phiên bản X12 thường thôi nhá, chưa nói Pro thường ở ngoài kia. Ngoài kia thôi nó đã tầm hơn 3 triệu rưỡi đến 4 triệu rồi. Đấy, đây là phiên bản X12 Pro, và đặc biệt nhá, nó là phiên bản nâng cấp nguồn xung cho các bác và anh em. Đấy, đây là phiên bản nâng cấp nguồn xung đầu tiên trên thị trường, và đặc biệt em sẽ giảm giá cho anh em 5 chiếc đầu tiên với một mức giá ngày hôm nay nhá, chỉ có 3.600.000, và bên em sẽ bao ship cho anh em, tặng dây jack kết nối đầy đủ cho các bác, cộng thêm cho anh em một dây quang. Đấy, các bác làm sâu sự kiện thì không cần dây quang, nhưng anh em nào dùng gia đình ấy thì thật sự em tặng thêm cho anh em một dây quang nữa. Và đặc biệt phiên bản này rất là hay nhá, rất là VIP cho anh em làm sâu sự kiện, quá là ok luôn. Và đặc biệt các bác dùng gia đình nhá, thì thật sự em nó không phải nghĩ luôn, vì đây là phiên bản cao cấp nhất của những dòng vang số X12 Pro rồi. Đấy, mua hàng nhanh tay nhắn tin cho em, chốt X12 Pro giá 3.600.000 anh em nhá. Bao ship tặng giá kết nối, nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Nhanh tay nhắn tin cho em, và hàng này hàng chính hãng của ETC sẽ được bảo hành 1 năm cho các bác. Đấy, giá rất là tốt rồi, anh em theo dõi video nhá. Cho bên em xin một like đi ạ, một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ.